Vâng, xin chào toàn thể quý anh chị. Hôm nay gửi đến cho mình tham khảo căn nhà phố xây dựng mới anh chị nhé. Một căn nhà phải nói là cực kỳ đẹp quý anh chị ơi. Một trệt hai tầng lầu và một công nhà quý anh chị. Một mẫu nhà gọi là hiện đại, cực kỳ là xịn sò luôn nhà quý anh chị ơi. Và đang được rao bán với mức giá phải nói là cực kỳ tốt ngay tại cái khu dân cư này. Có 3 tỷ 6 thì quý anh chị, 3 tỷ 6 còn thương lượng, còn nói chuyện nhà quý anh chị. Căn này ngang 4.7 này, ngang 4.7 dài 14. Tổng là 64 m² nha quý anh chị. Nhà sổ hồng riêng, mua bán sang tên công chứng ngay cho mình bất cứ lúc nào anh chị nhá. Và ngay đây là khu vực thuộc khu dân cư Phú Hồng Thàng, Phú Hồng Đạt của phường Bình Chuẩn, thành phố Thuận An, tỉnh Bình Dương. Khu dân cư phải nói là được quy hoạch cực kỳ đẹp quý anh chị ơi. Đường xá rộng rãi thông thoáng này, vỉa hè cây xanh, điện âm nước máy đầy đủ hết nha quý anh chị. Di chuyển ra cái hướng này là mình đi ra cái hướng ngã tư Lý Ông Cù và đường DT743 nha quý anh chị. Đâu đó khoảng tầm 400 m thôi quý anh chị ạ. Đó. Còn di chuyển theo hướng này, đi theo hướng này đi về là mình đi về khu vực vòng xoài An Phú 3 km và về với thành phố Hồ Chí Minh ngay cầu vượt Gò Dưa, chợ đầu mối nông sản Thủ Đức nha quý anh chị. Tầm khoảng 15 cây theo đường DT743 đó. Đấy, rất là thuận tiện nha quý anh chị ơi. Căn nhà này theo như em làm ở khu vực này lâu năm rồi á, thì mức giá này phải nói là khá là tốt đó quý anh chị. Có 3.6 nha. Ngang 4.7 thì ở trong khu này nó ít lắm chứ quý anh chị ạ. Nhưng mà căn này nó có cái chiều ngang cực kỳ đẹp. Trên mấy căn kế bên này là nó ngang 4 rồi quý anh chị, em chỉ thấy nhỏ hơn thôi. Chỉ có riêng cái căn này là nó được đặt cắt ngày xưa mà chủ đầu tư người ta phân lô ra. Thì cái lô này nó lại đã có chiều ngang khá là lý tưởng, khá là đẹp luôn nhá. Đây, một trệt hai tầng lầu và một tung vừa mới được hoàn thiện xong quý anh chị ơi. Quá đẹp, một phong cách mới lạ độc đáo luôn đấy. Rồi bây giờ tôi mời quý anh chị vào bên trong xem nhà nhé. Đây, phía trước nhà mình có vỉa hè cũng khá là rộng rãi thông thoáng này quý anh chị. Đó. Tiếp theo khu vực tầng 1 thì bên ngoài này được gia chủ đề co cho chúng ta hai lớp cửa nha quý anh chị. Đấy, một lớp nhựa cửa nhôm kính sinh pha này, 4 cánh cực kỳ đẹp, một trong những màu cửa mà em hay nói là màu cửa quốc dân, và một lớp cửa cuốn điện nha quý anh chị. Đây, cái khe này là cửa cuốn điện này quý anh chị. Đó, hai lớp cửa để bảo vệ cho gia đình mình. Tiếp theo, trong này thì sẽ có một khoảng sân xe ở phía trước quý anh chị ơi, có thể đậu được xe hơi trong nhà nhá, xe 4 chỗ thôi, đó. Khá là rộng rãi luôn nhá, nhà ngang 4.7 cực kỳ đẹp luôn quý anh chị. Nhà này thì ở khu vực tầng trệt này sẽ được gia chủ tặng kèm cho chúng ta một số nội thất nhá, đấy, và cơ bản thôi. Nhà thì sơn gam màu trắng, màu chủ đạo rất là sáng sang và sạch sẽ nha quý anh chị. Hai bên tường thì được gia chủ đề co thiết kế cũng tương đối là cơ bản, nhưng mà cũng tạo cho chúng ta có cái điểm nhấn trong căn nhà. Phía trên thì được bố trí theo hệ thống đèn led chiếu sáng này, quạt trần này, đèn trùng này, và giật hộp thật cao nha quý anh chị, giật hộp thật cao. Nhà này thì một trệt hai lầu, đúc 3 tấm kiên cố đó quý anh chị, thì xịn sò luôn. Nhà ngang 4.7 và gia chủ thiết kế cầu thang ốp sát bên tường, giúp cho cái không gian nhà mình nó cực kỳ rộng rãi hơn nha quý anh chị. Quá đẹp. Và đặc biệt được gia chủ đề có luôn cả cái hệ thống TV nằm phía dưới chân cầu thang thì ok luôn quý vị ạ. Anh chị nào mà đi xem nhiều rồi, anh chị sẽ đánh giá so sánh và coi thử vào cái mẫu nhà này em hôm nay giới thiệu đến cho nhà mình cái mức giá 3.6 tỷ có cực kỳ là tốt không nhá. Ngang 4.7 dài 14 anh chị nhá, 64.5 m², tặng kèm cho mình một bộ ghế sofa cực kỳ xinh xò nha quý vị, màu da bò rất là đẹp. Bên tường được bố trí những cái bức ảnh 3D và điểm nhấn cho căn nhà. Vâng, khu vực không gian phòng bếp sẽ đưa đến cho chúng ta một bộ bàn ăn tặng kèm sau ghế nha quý vị, khá là đẹp luôn, và có hệ tủ bếp đầy đủ hết nha quý vị. Từ trên tủ dưới mặt đá hoa cương, khu vực này thì được gia chủ thiết kế để tủ lạnh này, rộng rãi thông thoáng nha quý vị. Phía sau này thì có cái hành lang ngăn cách cầu thang với phòng bếp tràn lại, khá là đẹp. Mặt đá hoa cương này quý anh chị, đá hoa cương cái này bằng nhựa PVC giả văn đá quý chị ơi, khá là đẹp nha, và dễ dàng môi trường. Cái này thì bộ ăn cương, bộ ăn cương rất là đẹp nha quý anh chị, sọt luôn. Cái nhà vừa mới được xây dựng xong, hôm nay gửi đến cho nhà mình tham khảo nhé. Ngay tại phường Bình Chuẩn của thành phố Thuận An thì Bình Dương nha quý chị ơi. Hệ thống bồn rửa chén nước máy nha quý chị, cực kỳ mạnh luôn nè. Rồi cuối cùng này sẽ là khu vực lambo bồn rửa mặt,
Gương này là gương điện nha quý chị ạ. Cái này người ta tắt là sao đó rồi à, nhà vệ sinh nha quý chị, có đầy đủ lên cho nhà mình đó. Quý chị tham khảo mà thấy ưng ý cái căn nhà này thì cứ alo cho em, số điện thoại em có để trên góc màn hình đó, rồi em sẽ hỗ trợ cho toàn thể quý chị cũng đầy đủ thông tin giấy tờ sổ sách, rồi nếu mà anh chị ưng ý thì em sẽ dẫn anh chị đi xem thực tế nhé. Cầu thang bước lên tầng 1 và tầng 2 ở phía trên khá là rộng rãi thông thoáng nha quý chị ạ. Căn này ngang 4.7, nếu mà trên con đường này hình như thì có cái căn này thì nó lọt ra vậy đó quý chị ạ. Chứ ở trong này ít ít cái hàng 4.7 ngang này lắm, đa số là 4 nhân 15 là nhiều, khu này đa số là vậy, rồi có mấy lớp thì 4 20. Rồi tầng 1 này thì cho chúng ta hai căn phòng ngủ anh chị nhé. Phòng ngủ số 1 ở phía sau này có cửa sổ luôn nha, để cho lấy gió lấy sáng vào bên trong nhà, có nhà vệ sinh khép kín bên trong luôn nè quý chị. Đó. Cửa này bằng nhựa nha quý chị, cửa nhựa một hệ bộ cửa của nó luôn đó, khá đẹp, màu gỗ, màu da gỗ. Rồi khu vực phòng ngủ số 2 ở phía trước có ban công này, có cửa sổ luôn nha quý chị ơi. Xung quanh này em còn đó, đó cái căn này đối diện, căn này hướng chính đông anh chị nha. Căn em đang quay hướng chính tây, căn hướng chính đông này cũng đang rao bán nha quý chị, đang trong quá trình hoàn thiện. Thì anh chị mà đang cần tìm nhà trong cái khu này, hướng đông, hướng bắc hay là hướng tây, rồi hướng nam em đều có hết nha. Đất em cũng có, khu này em cũng có luôn. Đó, anh chị cứ xem một vòng. Nói chung nếu mà anh chị có đăng ký theo dõi cái kênh của em trước giờ, em cũng có cập nhật sản phẩm ở khu vực thành phố Thuận An và thành phố Dị An nha quý chị. Em thì chuyên làm sổ đồng riêng, của bà sẽ tiền công cho ngay cho mình bất cứ lúc nào. Vâng, và đây là khu vực tầng 2 anh chị nhé. Tầng 2 này thì sẽ đưa đến cho chúng ta thêm hai căn phòng ngủ và một nhà vệ sinh sử dụng chung. Đây, nhà vệ sinh sử dụng chung này. Đây là phòng ngủ phía trước nhé. Đẹp nhé. Rộng rãi thông thoáng. Đây, phòng ngủ phía sau. Vậy là tổng là nhà mình có 4 căn phòng ngủ anh chị nhé. Đây, khu vực này thì kết nối lên tầng thượng và phía trên nhé quý vị. Đó, em quay sơ bộ tổng thể cho quý vị cũng tham khảo. 4 căn phòng ngủ, 4 nhà vệ sinh, nhà xây dựng mới cực kỳ đẹp, là 1.7 rộng rãi thông thoáng anh chị ơi. Em sẽ nhắc lại nhé, nó gần với ngã tư Mỹ Ông Cừ này đó, có 400 m thôi. Rồi di chuyển về vòng xoay An Phú thì 4 km, và về khu vực thành phố Hồ Chí Minh 15 cây nha quý vị. Đây đứng trên cầu thang quay tổng thể khu vực phòng khách cho quý vị cùng coi nha. Đó, anh chị mà xem được thì cứ alo cho em sẽ dẫn anh chị đi xem. Ngoài căn này em còn nhiều lắm, nếu mà anh chị cứ cần tìm nhà ở khu vực phường Bình Chuẩn, phường An Phú, nói chung là của Thuận An, hoặc là trong các cái khu dân cư mà quy hoạch như vậy á, đó, để mình về đây mình ở Bình An cư lạc nghiệp, mua đầu tư thêm, đừng quên thì alo cho em sẽ hỗ trợ cho toàn thể quý chị cùng đi xem nhé. Rồi, quá đẹp luôn, không lại không phá cái gì nhá. Căn này giá cực kỳ tốt, cần mẫu nào thì em sẽ hỗ trợ cho anh chị xem mẫu đó nhé. Đang hàng xóm nhà mình vân tay nha anh chị. Ok, đường trục chính của khu dân cư nha quý chị, đường thông hai đầu đó. Rồi anh chị thấy phù hợp thì alo cho em theo số điện thoại em có để trên các màn hình, và em cũng xin cảm ơn quý chị đã quan tâm theo dõi. Yêu thương thì cho em thêm một lượt like, lượt chia sẻ và một lượt đăng ký để em có thêm cái niềm vui động lực ra thật nhiều video hơn liên quan đến lĩnh vực nhà phố đất nền của khu vực thành phố Dị An và thành phố Thuận An tỉnh Bình Dương, cho toàn thể quý anh chị cùng tham khảo nhé. Tất cả đều có sổ hồng riêng, mua bán sang tên công chứng ngay, và mình bất cứ lúc nào anh chị nhé. Sổ sẵn sổ tươi, có hỗ trợ vay vốn luôn nha quý anh chị, làm hồ sơ vay vốn. Còn trong quá trình làm thủ tục đăng bộ sang tên, em sẽ luôn đồng hành với quý anh chị từ A tới Z, cho đến khi nào mà anh chị cầm cái quyển sổ trên tay mình mang về nhà nhé. Đó, em sẽ đồng hành từ A tới Z cho anh chị luôn nha. Yên tâm vấn đề đó, và anh chị cứ theo dõi kênh của em, thấy cái kênh sản phẩm nào phù hợp alo cho em sẽ hỗ trợ thêm. Rồi em xin chào và hẹn gặp lại quý chị trong những video tiếp theo.